Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Mấy bữa nay ekip tăng cường nhân sự nhiều lắm mấy bạn, để mà cái công việc đóng hàng nó tốt hơn, cũng như là mình cũng đốc thúc rất nhiều ở xưởng những cái món đồ mà các bạn đang muốn có từ linh thú thì phải làm bằng tay, cho nên không có thể nào mà có gấp cho các bạn được. Cũng như là có một số cái đơn thì đáng ra ngày đó là bạn có nhưng mà do hết. Thì kế tiếp những cái con được đưa về kế tiếp sẽ đến tay các bạn thôi. Mình cứ từ từ bình tĩnh các bạn ha. Thì thời gian này đó, có một cái câu chuyện ở trên cộng đồng xã hội thì các bạn cũng gửi về cho Tân rất là nhiều. Ban đầu Tân cũng thấy thắc mắc lắm, tại vì Tân cũng không liên quan đến tâm linh, mà đúng ra liên quan đến đạo đức của con người. Đó là cái chuyện mà cái chị mà bị chồng tác động mất hai cánh tay. Thì đây là một trong những cái đề tài mà các bạn gửi về. Các bạn nói rằng đây là tình hình nó nghiêm trọng, đúng. Nó nghiêm trọng và nó suy đồi về đạo đức của con người. Nhưng mà các bạn biết không, ở ngoài xã hội cái chuyện nó rất là nhiều, chứ không phải là nó ít. Cái chuyện đó nó nhan nhản, nó xảy ra càng ngày càng nhiều và rất nhiều. Nhiều khi trong chính cái xóm của mình đang ở nó cũng có nữa. Đây chỉ là một cái vụ việc mà nó xảy ra, nó nghiêm trọng. Có nghĩa là cái mầm mống nó có nhiều lắm, nhưng mà cái mầm mống này vô tình nó trổ ra nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cái sức khỏe và tài sản, thì dư luận người ta đổ vào. Chứ còn thực sự thì ở bên ngoài nhiều lắm, chứ không phải là ít. Những cái vụ việc mà ngoại tình, hay là chồng trả thù, hay là tình nhân ghen tuông thì từ cổ chí kim luôn, chứ không phải mới đây, đã rất là nhiều rồi. Thì hôm nay đó, Tân kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện. Cái nhà này là một cái nhà mà Tân biết, nhưng mà nó không phải ở Sài Gòn mình, nó nằm ở cái vùng quê, thì cũng gần ở đây thôi. Thì hồi xưa đó, những cái người dưới quê đó, họ có cái quan niệm vậy các bạn, là giới trẻ thì muốn lên thành phố lập nghiệp, cha mẹ ông bà đó thì nghĩ mình lớn tuổi rồi, cho nên là chỉ muốn ở dưới quê và sống cái cuộc sống quen thuộc của mình thôi, không có muốn đi đâu đó mở mang này kia nọ, là không có muốn. Thì trong cái cộng đồng, cái xóm giềng mà kiểu như vậy đó thì cũng thị phi Brahma cũng đầy. Người này qua nhà tập mạch người kia, người này nói xấu người nọ. Thì cái chuyện đó trong xóm ai cũng có. Chỉ là người ta nhắm mắt bỏ qua, hoặc là cãi dâm ba câu rồi thì thôi. Khi mà có chuyện gọi là hữu sự thì chòm xóm bỏ qua hết hận thù, người ta cùng nhau giúp đỡ nhau. Thì tình làng nghĩa xóm rồi cái bao nhiêu cái chuyện gia dấp vậy đó, thì càng ngày cái tình cảm càng thân thiết hơn. Nhưng mà ở cái xóm này, cái Tân biết đó, có cái nhà cái bà này. Bà này là bà gây ra nhiều chuyện trong xóm lắm. Mà bà thì chưa có chồng. Mà bà 69 tuổi rồi mà bà không có chồng, bà ý. Mà cái tánh tình bà này kỳ cục lắm. Bữa nay ở nhà này, mai ở nhà kia, tọc mạch tán để cho gia đình bên này bên kia gây gổ nhau. Nhưng mà rồi mọi chuyện nó cũng qua. Tại vì xóm nào cũng có vậy thôi. Phải có một cái bà nó kiểu vậy. Kỳ hơn nữa là cứ hễ mà chòm xóm mà người ta làm ăn phát triển, người ta xây nhà xây cửa, là bà lén mà qua bà xúc cát, xúc xi măng, lấy đá để bà nắp tắp cái nền nhà bà cao lên. Cái nền nhà, cái sân trước bà đó, bà đắp cao lên. Không hiểu sao bà lại làm vậy, mà bà thích vậy đó. Bà cứ làm hết nhà này đến nhà kia, nhà nọ. Bà làm hoài cho đến khi mà mọi người thấy cái chuyện đó nó quen thuộc, mọi người bỏ qua. Người ta cũng không có thèm nói tới, bởi vì thật sự nó lấy cũng không được bao nhiêu, 60 mấy tuổi rồi. Có chởm này chởm cái kia nó cũng chỉ là cái chút đỉnh thôi, chứ cũng không mà ảnh hưởng gì đến chuyện nhà cửa của người ta cũng không quan tâm. Ai thích thì chơi bả. Nhiều khi có nhiều người chơi bả, tại vì chơi tám mà, thích mà nhiều chuyện mà, giải trí. Có người không thích thì người ta ở nhà, kiểu là như vậy. Thì đối diện nhà bà này á, là có một cái nhà nữa.
Thì cái già này nó giống cái kiểu mà Tân mới nói lúc ban đầu. Ông bà cha mẹ là không muốn đi ra khỏi vùng đó. Người ta chỉ muốn ở vùng đó để người ta làm nông nghiệp. Thì nhà đó có một cái chuyện là người con lớn là bị tâm thần, không có được minh mẫn. Mà nhà có đúng một người con thôi, một người con lớn thôi. Thì cái chuyện mà tâm thần minh mẫn nó cũng nhiều giai đoạn. Thì giai đoạn của anh này nó cũng tương đối là nó nhẹ. Ảnh có nhận thức, ảnh giúp cha mẹ làm ruộng làm đồng được. Nhưng mà kiểu ăn học hay là đi xa ra khỏi cha khỏi mẹ mình thì không được. Đôi khi cũng có những cái biểu hiện bất thường, la hét rồi hoặc là khóc, rồi đi vòng vòng ngoài đường mà kiểu như là cũng không có bận đồ đó các bạn. Người ta bị thần trí bất minh. Thì đi chạy chữa khám khắp nơi nhưng mà bác sĩ nói là cái này là do bị bệnh rất là nặng. Gia đình chỉ có nhà cho uống thuốc hoặc là điều trị, muốn điều trị dứt điểm rất là khó. Thì gia đình này buộc phải chịu thôi. Thì họ mới tìm đến tâm linh. Tìm đến tâm linh thì cái người thầy mà coi cho anh này mới nói rằng là đây cũng không phải là do bất cứ cái chuyện gì mà liên quan đến tác động của gia đình, mà là cái nghiệp của anh này phải lãnh. Đây là nghiệp của con người phải lãnh, thần trí anh bị như vậy. Thì giờ gia đình mà muốn á, ảnh gọi là đỡ hơn so với bây giờ một chút xíu, có thể là tự lo được cho bản thân mình, thì phải làm ba điều trong cái quẻ bói. Thứ nhất là phải dọn nhà cửa đi nơi khác, đi cái vùng kế bên cũng được. Nếu như sợ mà mình dọn ra khỏi cái xóm đó, mình mất hết bạn bè xóm giềng, thì mình dọn qua xóm kế bên cũng được. Thì nhưng mà sẽ không có liên hệ được nhiều lại với xóm cũ, là kiểu vậy đó. Thì cái ông thầy bói ông muốn là đi qua xóm khác đi. Hai là phải hao tài tốn của. Thì đến đây nè, nhiều người đi gặp thầy bói mà nghe chữ hao tài tốn của là nghĩ là đưa tiền, là thầy bói sẽ làm chuyện gì đó, đó là thầy bói bậy. Còn những ông thầy mà thiệt á, ông sẽ không lấy tiền mà ông sẽ chỉ cho bạn hao tài tốn của là bị cái gì. Thì ông thầy bói cho cái gia đình này mới nói rằng là phải chịu hai cái yêu cầu lúc ban đầu, thì mới nói cái thứ ba. Thì gia đình này chịu, chịu để ông nói cái thứ ba thôi. Thì ông nói cái thứ ba là phải lấy vợ cho nó. Đủ tuổi để lấy vợ cho nó. Thì lúc này đó, gia đình mới nói là trời, bây giờ thần trí nó bất minh, nó bị khùng, ai lấy nó. Biết là nó cũng không có khùng nặng như những người khác, nhưng mà rồi biết trong tương lai nó có tiến triển cái bệnh nó lên hay không, hay nó bớt đi hay không. Mà cũng chính vì con mình bị vậy mới đi coi thầy bói, để tìm cái đường phương hướng mà chữa theo kiểu tâm linh. Bây giờ kêu lấy vợ, ai lấy nó. Tại vì thà bỏ tiền bỏ bạc á thì không nói, đúng không? Mà bây giờ kêu một cái người con của nhà khác đi lấy con mình bị khùng, ai lấy. Đó, thì thầy bói mới nói rằng là nhân duyên của anh này không phải là không có, nhưng mà phải chịu cực hao tài tốn của. Ở cái điều thứ hai tôi mới nói là cô nên tìm những cái vùng quê, vùng sâu, vùng xa hơn. Cô tìm một cái bé gái nào đó nó được tính chút xíu, cô giúp gia đình của người ta nuôi nó từ nhỏ đến lớn, để nó quen với con của cô. Rồi khi nó đủ tuổi đó, gả nó đi. Gả nó đi cho con mình. Thì con cô coi như là có một đời vợ. Thì tự động cái phúc đức đó, thứ nhất là cô giúp cho gia đình người khác. Thứ hai nữa là cái hỷ sự nó làm phúc đức nó về thì con cô nó vui. Cái tinh thần của con cô trong những năm đó, nó có cái hy vọng. Nó có cái hy vọng thì tự động nó sẽ bình thường trở lại. Nó hòa nhập trở lại, nghĩa là âm dương nó cân bằng. Đó thì cái cô mẹ của anh này, gia đình anh này nghe thấy hợp lý, thì mới lên đâu Tây Nguyên á, mới tìm một cái gia đình khó khăn, thì mới chu cấp cho gia đình của người ta, là mới nhận cái bé gái đó về nuôi. Thì nuôi cũng chỉ có khoảng 3-4 năm thôi, chứ không phải là nuôi đây là nuôi từ nhỏ đến lớn, không có. Tại vì anh này cũng lớn rồi, cho nên lựa cái tuổi nào mà nó khoảng 3-4 năm cho nó ăn học để mà nó thành tài, tới về nó phụ mình, làm dâu nó phụ mình, lấy con mình. Thì bỏ 3-4 năm trời nuôi đi học vậy các bạn. Thì cô này có học thì cô càng ngày cô càng đẹp, có chỗ mà được nuôi mà. Học càng ngày càng giỏi, hiểu biết ra. Thì đến cái ngày mà sắp mà thu hoạch chỗ bông đó, thì cô này cô ngưng cái việc học lại.
để cô về cô chuẩn bị thu xếp cô lấy anh này. Thì cái điều đầu tiên gia đình này không làm đó là bán đất bán nhà dọn đi nơi khác. À, ông thầy Pháp đã nói rồi, thầy bói cũng nói rồi, nhưng mà chỉ thực hiện hai điều. Cái điều đầu tiên không làm, tại nghĩ không quan trọng. Bây giờ mình có bán mình qua cái làng kế bên thì cũng chỉ là cái làng kế bên, mà bây giờ qua bên đó có được đất đai như bên này hay không, mà đất mình cũng là đất ruộng, mà biết đất ruộng hay đất hoa màu nó khác nhau. À, muốn sau này nó lên đất trồng cây rồi đất thổ cư bán có lời để lại cái gia tài cho con mình, cho nên họ muốn đi. À, ở lại đó họ cắm sào, họ họ trồng trọt, họ nuôi. À, họ nghĩ họ không đi qua nơi khác làm gì, thì cái điều đó họ không làm, thì cái tai họa nó mới xảy ra là cái người hàng xóm của cái nhà đó biết rõ hết, tại trong xóm với nhau à, không có chuyện gì mà không biết chân. À, mặc dù nhiều khi mình không nói nhưng mà chồng sớm mình biết hết, mình ở đâu, mình làm gì, đời sống mình hạnh phúc hay không cũng chính gia đình mình tám ra chứ không ai chứ biết hết. Thì biết anh khờ này sắp lấy được vợ, mà vợ là người có học nữa, mà gia đình này nuôi bao nhiêu năm biết hết. Thì cái ông hàng xóm ông phát hiện cái chuyện rất là kỳ, cứ hễ 10 giờ 11 giờ đó là cái cô này cổ lén qua nhà của cái bà mà chuyên môn gây thị phi trong xóm. Tại nhà bà đối diện nhà của cái anh khờ này, cái cô mà sắp làm dâu đó, cứ đi qua bên đó 10 giờ 11 giờ qua đóng cửa lại. Rồi tầm khoảng nửa tiếng, 1 tiếng là có một cái người đàn ông vô trong đó đóng cửa lại. Đến sáng là bà canh, à cái bà đó bà canh, bà mở cửa cho cái cô này cổ về. Rồi bà canh chòm sớm đi làm đồng, làm ruộng hết á. Không còn ai hay vắng người đó. Bà giả bộ bà ra bà kêu, ơ vậy cái nhà tôi sửa làm sao? Máy sao anh coi giùm tôi nha. Thì cái ông mà ở trong nhà mới đi ra giả bộ nói, ờ tôi coi xong là có lên xe về. Thì chuyện nó xảy ra được đâu đó là 3-4 ngày. Thì cái người hàng xóm tức, à tức giùm cho cái nhà của anh khờ này, anh bị khùng đó. Mới qua nói với ba mẹ của anh này, tôi thấy con dâu của mấy người đó nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà, nó qua bên nhà nó làm cái gì đó vậy. Thì người ta canh thì đúng y như rằng là cái cô này cổ qua cái lời giới thiệu của bà đối diện đó có lén phén với người đàn ông khác, mà cái bà hàng xóm bà rảnh, bà lấy cái nhà của bà làm cho cái hai người này làm mượn làm cái chỗ để mà tò te tú tí ngủ qua đêm với nhau. Chòm sớm đối diện nhà tối lửa tắt đèn mà thấy nó bà khùng ghê không. Bà làm vậy đó mà không có lợi ích gì hết trơn, không có thu lợi được gì hết trơn. Thì lúc này là gia đình ta qua đập nhà phát hiện ra cái chuyện gian díu đó. Thì nói chung là sớm giềng đó, nó bực quá rồi đó, bà này làm chuyện tày đình bực quá, nó đục trong mặt cho hai cái. Bà la làng lên, mời chính quyền, mời tổ trưởng dân phố tới. Người ta nghe trình bày xong, người ta quay mặt, ta đi luôn. Người ta không thèm nói vô nữa, cho quýnh luôn. À, thì cái sự việc nó dở lỡ ra. Thì cái cô mà mém về làm dâu này đó, cũng gian díu đâu có mặt mũi nào. Đâu mặt mũi nào ở đó. Thì cổ mới dọn đồ của về lại quê ba mẹ. Còn cái thằng mà nó vô nhà, nó gian díu với người ta đó, thì nó cũng bỏ nó đi luôn. À, hai người đến với nhau không thì không biết. Nhưng mà cái bà đối diện nhà thì người ta vô, người ta chất vấn, à, ta hỏi. Bạn biết anh rảnh vậy nè. Có nghĩa là bà thấy cái cô này, bà tự động mới qua bà làm quen. Tại chôm sớm mà. Bà làm quen xong bà nói là nhà đó không có tiền bạc gì đâu, để tôi làm mai người khác cho, để người ta chu cấp, người ta nuôi nữa. Ăn học cao lên chứ tự nhiên học vậy xong về lấy thằng khùng lấy làm gì. Bà bạn thấy nhiều chuyện ghê không? Và chuyện phải chuyện của mình. Chuyện nhà của người ta, không phải chuyện của mình. Mà hỏi lý do động cơ gì bà làm vậy là tại vì bà không có chồng, cho nên bà không muốn cái người ta hạnh phúc hơn bà. Cái anh này anh bị khùng bị khờ mà tại sao anh sắp lấy được vợ? Bà đâu có khùng đâu, bà đâu có khờ đâu mà sao không ai lấy bà? Cái thứ ác độc vậy ai mà lấy? Cái thứ mà trời không dung đất không tha gì mà ai mà lấy. Thì từ đó sớm giềng đó không có ai qua lại cái con người đó nữa.
Bạn biết không, nhiều chuyện có nhiều cấp bậc nhiều chuyện, ác có nhiều cấp bậc ác. Nhưng mà ác đến cái mức mà phá hoại gia trang người khác chỉ vì mình ích kỷ, mình không có lấy được chồng thôi. Chỉ vì mình cô đơn mà mình không chấp nhận người khác hạnh phúc. Mình đi mình phá người ta, mình phá cái gia can của người ta. Mình tọc mạch mà là mình đi làm mai làm mối giùm. Rồi mình làm cái nơi để cho người ta gian díu, trong khi là hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Mà anh khờ đó cũng đâu có đụng gì bà này. Mà nhà người ta cũng đâu có ác gì bà này. Mà bà đối xử với người ta như vậy. Các bạn thấy con người đó. Con người đó mà nó sáu mấy tuổi sống trên đời rồi. Chỉ vì không có chồng không ai lấy. Thấy nhà người ta sắp có hỷ sự cái tức. À, thì từ đó chòm sớm không ai chơi nữa chứ. Nhưng mà đời nó có cái nghiệp quả. Tuy làm như vậy nhưng mà bà đâu có tội. Đối với pháp luật bà đâu có tội. Nhưng mà đối với đạo đức con người thì bà có tội. Đúng không? Thì cái anh khờ này anh buồn. Anh buồn. Anh thấy mẹ anh buồn, ba anh buồn. Chòm sớm thì nói ra nói vô. Anh buồn. Còn cái người con gái đó anh cũng đã có tình cảm nhiều năm. Bởi vì người ta khờ mấy bạn. Người ta cũng biết thân biết phận của người ta. Có người vợ vậy là người ta quý rồi. Người ta cũng không có dám dòm ngó nơi nào hết trơn. Nhưng mà vì bà này mà dở lẽ. Rồi gia đình cứ vậy đó. Rồi cũng nhiều khi cha mẹ về nhà cái trách. Trời ơi, nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà. Vì mày đó, vì mày khùng đó mà bây giờ đời của tao khổ nè. Phải đi nuôi vợ cho mày. Mà bây giờ nó như vậy thì nhiều khi ba mẹ mà giận cá là chém thớt. Chém mà anh buồn á. Anh vô lấy con dao bầu á. Anh đi ra ngay trước nhà bà đó. Anh tự anh mổ bụng anh chết. Mà cái hình ảnh chết đó, nó ớn lắm. Anh tự sát mà bạn. Mà người ta khờ nữa. Máu nó chảy vô trong nhà bà đó. Mà chòm sớm ta thấy ta cứu không được. Mà những tiếng gào thét thì lúc đó bà mới nghĩ lại. Tại có mạng người chết thì bà mới nghĩ lại. Thì cái lúc mà thầy tới cúng để mà liệm mà cúng chôn anh này đó, thì người ta nói rằng là với gia đình nó là bây giờ không sống nổi trong xóm. Tại vì buồn quá. Muốn là bây giờ cúng ở đây, nhưng mà thay vì chôn ở đây chôn tạm, để khi mà ta tìm được đất đai mới đó, chỗ ở mới thì hãy bốc mộ cho con ta qua nơi khác. Thì cái người thầy cúng mới nói rằng là mình đâu có làm gì sai đâu mà mình phải bỏ xứ mình đi. Cái người hại gia đình mình phải bỏ xứ đi chứ. Nay con mình nó chết, cho nó an nghỉ để hồn vía nó còn quen thuộc cái đường nó về. Tôi chỉ anh chị nè, tôi làm lễ xong rồi chôn đó, cái bàn thờ di ảnh đó, anh chị để thẳng cái mặt nó nhìn qua nhà cái bà hại nó. Để coi bà đối diện với ảnh như thế nào. Chắc bà chưa bao giờ thấy ma quỷ hiện về bao giờ. Thì bây giờ cho bà thấy. Thì gia đình ta đồng ý. Nghe phải còn nữa. Mình không có lỗi phải gì hết trơn. Tự nhiên ta hại gia đình mình tan nát. Con mình tự sát. Bây giờ mình đi bán đất bán đai, mình dời mộ con mình đi. Cái người cần dời mộ là bà hàng xóm. À, cái bà đó dời nhà biến đi. Là bà chứ không phải gia đình mình nữa. Thì từ khi để cái bàn thờ đó, bạn biết đêm nào bà cũng ngủ được. Vong hồn anh này về bạn. Bà cứ hét bà la trong đêm vậy đó. Thì cũng có nhiều người ta hỏi. Thì bà nói là nó về. À, nó kêu tôi giá lại cái bụng của nó. Nó kêu tôi nhét ruột vô lại giá lại, nó đau quá. Mà ảnh không có kêu ai hết. Ba mẹ anh không kêu, không kêu ai. Kêu đúng cái bà đó thôi. Bà nằm mơ, bà thấy như vậy hoài đó. Bà ám ảnh thì dần dần bà cũng bị tâm thần đấy mà. Dần dần cái thần trí bà cũng bất minh đó. Bà cứ ngồi trong nhà bà thơ thẩn, bà sợ ba màn đêm. Mới đêm xuống là nó về, nó kêu giá cái ruột nó lại. Thì chòm sớm nói thôi phải rồi. Trong hồn sao siêu thoát được. Làm sao siêu thoát được cái người mà khờ nè. Người ta chết ta hận mà. Thì một cái ngày đó các bạn, cái vùng này nó bị lũ, nó kiểu như là nước nó dâng hơi cao. Mình gọi là trời bão đó, là nước dâng cao, cũng coi gần như là lũ đó. Thì nó cuồn cuộn nó về cái hẻm. Thì thường hàng năm đó, cái lúc mà chưa có đường, chưa có xây nên hoàn chỉnh đó, hệ thống thoát nước chưa có ok đó, thì đôi khi hoa màu nó cũng hư. Nhưng mà lần đó thì nước nó lên không cao.
Nó dưng mà nó cũng chỉ dưng qua mắt cá chân chút xíu thôi, gần gần cái đầu gối mình thôi. Thì những người đó người ta mừng, trời ơi hên quá, năm nay mà mưa lũ vậy mà nó chỉ dưng tới đó thôi, ít ra là heo bò cũng có chuyện gì. Thì chòm sớm ta ra, người ta quét dọn cái khu của người ta, thì người ta nghe cái mùi thúi. Lúc đầu thì nghe nó thoang thoảng, dần dần nó nghe nó nặng hơn. Đó, thì người ta tưởng là heo hay là con gì mà nhiều khi nó nước lũ nó dâng thì nó chết, nó trương. Nhưng mà ta kiểm tra hết ra thì không có gì hết. Thì đi ngang nhà bà này, bạn biết không? Bà ngồi chết bạn. Bà ngồi chết. Bà ngồi trong cái tư thế bà coi dò lên trên cái giường á. Bà lấy mền bà quấn lại, hai tay quấn lại bà chết. Bà là chết đuối. Tại bị gì sao chết đuối? Nghiệp quả. Bà hay lấy xi măng, lúc ban đầu tôi nói bà hay lấy đất đai xi măng, bà đắp cái nền nhà trước bà cao lên. Cho nên á, cái nước mực nước nó dâng lên như vậy đó, nhưng mà nó lại tràn trong nhà mà nó thành giống như cái hồ bơi vậy đó. Nó lại không có thoát. Mà bà sáu mấy tuổi thì bà có leo lên, bà leo cũng không có kịp. Nhưng mà nó kỳ chỗ này nè, bà chết trong tư thế ngồi. Thí dụ như mình bị chết đuối, tất nhiên tư thế mình sẽ chạy ra ngoài cái chỗ mà mình có thể đi ra được. Hoặc là mình sẽ kêu cứu, mình sẽ kêu la. Nhưng mà không, hoặc là nước nó dâng lên mà mình lỡ mình ngạt, mình chết cũng lên bền. Nước nó rút thì mình nằm sải lai trên sàn nhà hay sau đó, đúng không? Đằng này ngồi ở trên cái giường, hai cái chân co lên, tay ôm hai bên vậy nè, chết. Thì nhiều người trong xóm nói là do cái anh khờ đó, ảnh lợi dụng cái chuyện mà nước lũ đó, ảnh xiết bà lại không cho bà đi, để anh hại bà chết. Ảnh lợi dụng cái cơn nước lũ đó, ảnh xiết bà, ảnh hại bà, cho bà chết, để anh trả thù. Thì đây chỉ là một cái suy đoán của những người trong vùng đó thôi. Nhưng mà bà này sẽ trả giá bằng cái chết rất là thảm, chết ngạt, chết đuối, mặc dù đang ở trên cạn. Mà lại chết trong tư thế ngồi, không phải là cái tư thế mà không hề có biểu hiện là bỏ chạy, không hề có biểu hiện thoát thân, mà là ngồi đó chết. Cái hình ảnh nó rất là ớn. Mà Tân nghe được cái câu chuyện này kể lại cho Tân. Các bạn thấy, có nhiều con người á, họ rất là thiếu suy nghĩ. Chỉ vì người ta hơn mình, chỉ vì người ta tốt phước hơn mình một chút xíu, mà mình gây ra chuyện không tốt gia đình của người ta. Mà nó xảy ra hàng ngày hà rầm, nó xảy ra ở khắp nơi, quận, huyện, vùng miền nào cũng có người ngoại tình. Ở đời này mà có cái chuyện gì xảy ra mà nó lớn này cũng chỉ liên quan đến tình tiền thôi. Thì người đầu ấp tay gối của mình cứ vậy mà sa ngã. Do cái chuyện các bạn gửi về gần đây đó, nó trở thành câu chuyện chấn động. Và bởi vì nó tàn nhẫn quá, hình ảnh nó ớn quá, và đạo đức của con người đi xuống quá. Nhưng mà thật ra không phải, ta sẽ đi xuống lâu rồi. Và rất nhiều người như vậy đang ở ngoài kia, chẳng qua là họ may phước, họ chưa xảy ra những chuyện lớn thôi. Nhưng mà qua cái câu chuyện hôm nay Tân kể, cũng như là cái sự việc mới vừa rồi, Tân cũng mong là những ai đó mà đang có ý định giống như là những người chị, người chồng mà ngoại tình, hoặc là đi cướp vợ, cướp chồng người ta đó, coi lại chút xíu đi. Cái hậu quả nó nghiêm trọng lắm. Có thể về mặt pháp luật á, không sao. Ha, trừ khi mình gây án, gây ảnh hưởng tài sản, sức khỏe, mình bị bắt thôi. Nhưng mà về, nếu mà không có những cái chuyện đó mà chỉ là như vậy thôi đó, chỉ là những vấn đề mà về đạo đức thôi, thì đôi khi pháp luật không có sao. Nhưng mà cái lương tâm của mình đó, nó không có cho phép vậy. Là con người không nên như vậy. Mình nên suy nghĩ lại. Vì hôm nay mình gieo cái nhân, ngày mai mình sẽ gặt. Chứ mình không có trốn được đâu. Đừng nghĩ là mình quen với người đó vậy, mình hả dạ, mình hãnh diện. Tân nghe đâu còn có tin nhắn là với lại anh chồng là gì xài chung như thế nào nữa mà. Đừng có tự tin quá. Đừng có tự tin quá. Rồi đó, bạn thấy hậu quả xảy ra, nghiệp quả xảy ra. Cái người nhân tình đó đó, Tân nói thiệt, chỉ có trốn về quê hoặc đi qua nước khác, xứ khác thôi. Chứ còn mà ai ta nhận diện được mặt mũi, không bao giờ người ta thuê cái loại mà như vậy. Thấy không? Đâu ai dám thuê loại vô nhà mình đâu.
phá gia can của người ta mà còn tự tin hãnh diện. Nó không có gì đâu hãnh diện, nó là gieo nhân thì gặt quả, mà gia đình người ta thì tan nát. Các bạn thấy đó đều là nghiệp quả hết, đã gieo thì phải gặt thôi, gieo nặng thì phải gặt sớm thôi. À, khi phúc đức đã hết rồi thì cái quả nó trổ ra, còn mình cứ tạo phúc liên tục đó thì quả nó trổ tuy chậm nhưng mà ít ra đó. Nó cũng có những cái sự tương tác để nó xóa bớt đi những cái tội lỗi khác. Chứ con người mà sống ở đời ai không có tội. Tân nhiều khi cũng nhiều chuyện chứ. Cũng nhiều chuyện, cũng tám. Rồi cũng gây ra chuyện này chuyện kia bạn bè mình. Nhưng mà rồi là một đi trà, lâu lâu bữa ăn, cái hai bên huề. Cũng có với cuộc sống mà tân là người ta thôi. Nhưng mà không có đi phá hoại gia can người khác. Còn đi phá hoại gia can người khác rồi đó, cái nghiệp nó lớn ghê gớm lắm. À, như câu chuyện ngày hôm nay bạn thấy xã hội đầy. Xã hội đầy. Thì các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye. Hẹn lại các bạn với câu chuyện vào lần sau. Bye bye.